cũng không gọi là con rể nữa đâu. Thì anh ấy bảo là thảo nào anh đi qua bên kia, và bố vợ cứ nói bảo là không, tại sao lại bán đất cho em, tại sao lại mượn tiền cho như này như kia. Đây là đa số phần này là mệt hết, từ dọc theo cái cành cây này này. Xem cùng em trong cái quá trình mà đi lấy mật của tổ ong khoái này. Xin chào các bác. Và trên màn ảnh của chúng ta đó là những thước phim đầu tiên của Ngố Rừng Tim khi mà tham gia khai thác sản phẩm mật ong khoái. Và trong thời gian vừa qua cũng được sự tin tưởng, yêu quý cũng như là đồng hành của quý cô bác anh chị, anh em trong team Ngố Rừng đã khai thác những cái sản phẩm mật ong khoái đầu tiên của vụ năm 2022. Và sản phẩm mật ong khoái để đạt được chất lượng cao nhất thì anh em đã phải chinh phục những cái cây cao đến hàng trăm mét, những cái vách đá treo leo hiểm trở, anh em phải đu dây hết sức nguy hiểm để có thể mang lại được những cái sản phẩm chất lượng nhất gửi đến tất cả quý cô bác anh chị, bạn bè gần xa đang theo dõi kênh A Huân TV, cũng như là trong thời gian tới sẽ theo dõi thêm kênh Ngố Rừng. Và quý cô bác anh chị có thể liên hệ để mua sản phẩm mật ong khoái qua số hotline đó là 0382666822 hoặc số hotline 0585232323. Các bác có thể liên hệ qua số Zalo hoặc có thể truy cập bên fanpage A Huân TV cũng như là bên website ahuantv.vn. Một điều đặc biệt nhất trong thời gian này đó là hỗ trợ cho hoàn cảnh của em cái cô đơn làm nhà, cũng như là song song với công việc làm nhà thì anh em tạo thêm công ăn việc làm để anh em có thể phát triển kinh tế sau khi mà đã làm xong nhà rồi. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video cũng như là tin tưởng yêu quý đồng hành cùng A Huân Team. Và còn bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi video. Một buổi chiều tàn và hoàng hôn đã xuống, mấy anh em vẫn đang tiếp tục công việc đó là dựng cái lán cho em cái ở tạm thời trong cái quá trình làm nhà để có chỗ nấu cơm này cũng như là ổn định mọi cái ở đây. Đấy, vừa có cái chỗ để mà mình nghỉ ngơi, ăn uống này. Đấy, vừa có chỗ để mà cho anh em, những người mà đến cùng có chỗ ngồi ăn cơm cũng như là nghỉ ngơi buổi trưa chứ các thứ các bác ạ. Và ở đây thì nó ở gần cái rừng này, đâm ra nó có mấy cái con bé bé này này. Nhưng mà cái này thì cũng chỉ mấy hôm thôi. Mình về đây ở một thời gian mình đun củi các thứ là nó cũng không còn rồi. Và buổi chiều hoàng hôn đấy thì rất là đẹp luôn các bác. Em đang đứng ở cái chính cái phần đất của em cấy, là cái phần mà mấy nữa sẽ là cái phần khoảng sân này này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, ánh mặt trời nó chiếu từ bên kia về. Thực sự là nhìn không có điều gì để mà diễn tả được cái nét đẹp của cảnh đẹp ở trên vùng cao. Tuy nhiên là đi đôi với cái cảnh đẹp đó là cái sự khó khăn được gắn liền với cái cảnh đẹp đó của bà con ở trên vùng cao nguyên đá này. Đấy, này là phải 4 cái cọc. Cho nó dốc xuống thôi. Không, nhưng mà anh nghĩ là phải làm cao cao một tí để mà mấy nữa anh em thợ hay là mọi người đến hộ ấy, buổi trưa nắng nóng các thứ mọi người nghỉ ấy, là còn có chỗ để mà ngồi. Nó phải cao bằng này anh ạ. Ừ. Cao hơn đầu là... Đấy, cô Tùng thì đang ngủ say rồi các bác ạ. Đấy, có em Yển thì đi hỗ trợ mấy anh em ở trong team, thực sự là rất là mừng khi mà trong team mà có con gái đi cùng. Nói thẳng ra như thế, nhiều cái khi mà anh em đàn ông không thể làm được, không biết làm ấy, thì có chị em thì làm được ấy các bác. Đấy, có những bạn nhỏ nhỏ này, những bạn nhóc nhóc như thế này này, đi điệu cỏ, điệu phân hộ bố mẹ này. Đấy là hình ảnh các bác sẽ thường gặp với cả là trẻ em ở trên vùng cao này. Ngày 24 là chợ tình này ra nhỉ? 24 là chợ tình.
từ 25, 26, 27. Ấy à. Bắt đầu từ 24 á? Từ 24 đấy. Thế có khi mình lên trên đấy ngủ nhà già thôi chứ làm gì mà còn phòng để mà nghỉ nữa cái cái gì như thế. Người ta phải đặt phòng trước 20 rồi. Ừ. Là hết phòng rồi. Không biết nhà anh Báo có làm con phòng không nhỉ? Báo á? Ờ? Không biết được. Nhưng mà đến mình phải đặt trước cơ. Ừ. Đây anh em chặt lấy 4 cái cọc to to vào 6 cọc đi. 6 cọc đi nó mới hợp lý được. 4 cái thấp mà với cả 2 cái cao. 4 cái thấp với 2 cái cao làm y như kiểu cái mái chữ A của mình ấy thì cái nước nó dốc xuống thì mới không có vấn đề gì. Bây giờ làm cái lán ở đây là không như ở dưới kia, có mỗi hai con ở nữa đâu. Làm ở đây là mấy nữa? Tội thợ cái thứ ở lại nữa. Xong là nhiều hôm là bà con ra hộ còn ăn cơm. Đấy cũng may là có cái bìa rừng này của cái người anh cái người chủ đất đấy các bác. Chứ không thì anh em cũng không biết là đi lấy cây ở đâu. Thì các bác cũng nói nhiều đó là như kiểu là nhà của em dậu ấy là ở ngay đằng sau rừng nhưng mà tại sao lại không lấy cây về mà làm nhà xẻ ván các thứ. Thưa các bác, đấy là ở đây cứ có cái cánh rừng nào to thì nó là rừng cấm các bác ạ. Đi chặt một cây là người ta phạt cho cả 5 triệu 7 triệu một cây đấy, không phải đơn giản. Đấy mà có thể là nguy cơ là đi tù ấy. Bởi vì nó là cái rừng phòng hộ đầu nguồn mà. Đơn giản như cái rừng bìa rừng rất là lớn ở ngay bên này này. Đấy, bên này nó cũng là cái rừng cấm nha các bác nhá, không được chặt đâu. Đúng rồi. Thế nên là các bác không các bác không biết. Nói chung là cứ có rừng là thành rừng cấm rồi ở đây ấy. Đấy. Nhưng mà phân chia là đấy là chỉ được trông nó chứ có được chặt đâu. Đúng rồi, mình được trông kiểu như là mình được coi trông coi để không có ai đấy, tức nghĩa là mình có nhiệm vụ là mình phải trông để người ta không trộm được. Đấy. Thì anh em sẽ làm một cái bếp ở bên này này các bác này. Đấy, làm một cái bếp ở đây. Đấy là ok. Đấy, bếp này. Chỗ để nồi niêu xoong chảo để cao lên trên này, em cày em cũng đào sẵn chỗ này luôn. Đấy còn củi kiếc thì không lo rồi. Ngay rừng này thì anh em có thể là đến là phụ em cày đi lấy một lúc rồi là sẽ đủ củi để mà sử dụng thôi. Ôi trời ơi thằng cu này. Ngủ tít mắt luôn. Say rồi, say rồi. Khi vào nó ngủ dễ không là cái đầu nó cứ lắc đi lắc đi lắc về à. Đấy chặt như thế này xong là mình lại có củi để lấy. Đấy cái cảnh nó khô thì mình để làm củi. 6 cái cột. Xong là lấy cây này nữa. Cây này cũng thẳng đây này. Ừ. Xong là cái cột giữa thì lấy cây đấy. Cái cột giữa thì lấy cái cây to hơn, lấy cái cây cao hơn bởi vì nó để nó chắc hơn ấy. Không là mà cao. Già là mang phết nhỉ. Em ơi. Em ở nhà cũng thường hay đi giúp bà con làm nhà ấy. Nhưng mà thật sự ở trong này thốn quá, có mỗi con dao à. Cái có dao đâu, cái dao kia cục cấy thì không mà chặt được hai nhát là hỏng. Ủa, đi vào lồng đất, con dao đi vào lồng đất đi. Đây là con dao cái nha các bác nhá, đây là dao mà có vừa có thể mà vừa chặt này vừa thái được, nói chung là nó là dao đa dụng. Còn con dao đực thì nó nặng hơn thì là phải chuyên để chặt ấy. Đấy chứ còn như con dao cái này thì các bác thái chặt ok thoải mái luôn. Nói chung là về cái phản hồi về cái con dao đi vào lồng đất này. Tất cả nó như con này thì nó không nặng quá. Mọi cái nó dùng nó dễ. Con này vừa tay mà. Ừ. Sát đấy. Già đấy vót xong rồi cho các bác xem cái lưỡi dao các thứ chặt có được các kiểu. Không, đây. Kể cả đi chặt đất chặt cây nó không sao luôn đây các bạn ạ. Đây, còn san nhá. Cái này dùng lâu lắm rồi. Từ khi lên nhà em cái. Ở đây cái vừa đi sao vừa đi ăn xin được mấy cái đoạn cây. Cái ở trong này hiếm. Được cột. Cái cột này. Cột này luôn. Bỏ
Nói chung là tầm giờ đến là tới tối là xong cái lán này rồi các bác. À, hôm nay thì nói chung là cũng khá là muộn tại vì là cũng nhiều nhiều công việc ấy. Đó, 2 cái cột rồi, 6 cái cột tất cả. Cột em đây. Mấy cái cột này ngắn hơn này. Ngắn hơn để nó tạo độ độ dốc ấy, không cần ngắn nhiều. Không cần quá. Xuống dưới một tí. Đấy. Đây là. Không, cái này cắt làm dây bồ đen rồi. Cái chị mà bác ơi say rượu rồi về đi bác ơi. Bác ơi say rượu. Một chết đi. Cô loa. Cô loa. Xin được. Bác cậu. Bác loa. Bác loa. Chứ là anh nhà đâu. Làm tốt. À không là tốt nhưng mà cứ coi được. Cô loa. Còn này cá này dưới. Chắc có mưa thế các thứ thì nó không bị đổ ấy. Nhưng mà làm thế thì mai kia nước nó chảy bên kia nó chảy xuống đấy. Thì mình đào một cái dây là nhờ đấy ra ngoài này. Thế thôi thì cứ làm một hai cái cột cao bên trong, hai cái cột thấp bên ngoài đấy. Làm bốn cột. Làm thế để nước nó chảy ra ngoài thôi. Còn trên này là nhưng mà nước chảy từ trên kia nó vào từ đây này nó bàn này. Không thì mình sẽ làm giường bên dưới này này. Vâng. Yeah. Em lấy cái thì mình làm giường bên dưới này đi để đỡ sợ. Nha quả chú này nha. Rồi chú đi về đi. Đi về ôi chị phó lời chú đi về đi. Chú này thì ngày nào cũng say. Ngày nào cũng say được. Thương hiệu của bà là mấy nữa mà già về thì đừng có như thế nhá. Không em chưa vợ em nhiều phải tỉnh táo nhưng mà khi em vợ thì nhiều có nhiều ông đấy kiểu mình cũng mới xa lạ và nó rượu ông ấy kiểu như quen quen ấy. Không cứ nát rượu và là ai cũng là bạn đúng rồi. Nhiều lúc này còn ngại ấy, mà kiểu mình không uống rượu ấy thì nhưng mà hai cái cột trên này chắc không là cao thế đâu. Cao đi. Hai cái đấy là hai cái dưới, hai cái trên là hai cái này đấy anh Phương ạ. Bởi vì cái này đất mượn. Phải không? Cứ để nó dốc còn được không? Thế thôi. Xong rồi chắc đập xuống. Hả? Đào phía. Không nhưng mà cái đấy thấp quá. Thấp à? Ồ mà nẻ anh luôn nẻ. Hả? Hôm qua cái lúc mà anh mua đất về xong là tần lúc đấy sắp tối rồi anh có anh Dình ấy anh ấy đi qua cho là anh đấy anh chủ đất với thì anh ấy đi qua anh ấy bảo anh đi dặn giản nợ giờ cái lúc tối 9 giờ anh ấy mới về gọi hai bố con bảo là nói chuyện hai bố con đi thì sao đấy, sau là anh ấy kể bảo là hóa ra anh người nợ của em là kiểu bố và em là người mượn tiền cho anh ấy Dình đấy. Cháu hỗ trợ anh Dình mượn rồi. Tiền. Đúng rồi. Tức nghĩa là bố vợ ấy ạ. Ôi trời ơi. Khổ quá. Tức nghĩa là bố vợ em là chủ nợ của anh Dình chủ đất đúng không? Đúng rồi. Thế là như nào? Thế là anh trả tiền cho bố vợ sao là bố vợ mới hỏi kiểu kể lãi bảo là thế sao trước hỏi bảo không có tiền sao bây giờ lại có tiền ấy. Thì anh ấy là anh ấy bán đất cho em ấy. Sao là nói tiên ra thì lúc đấy bố mẹ biết là sao là anh ấy mới kể lại cho em bảo là anh cũng không biết gì đâu bởi anh cũng bảo là anh cũng không biết là cái vấn đề là nó có như này và bố vợ với lại không biết là vợ em là con của ông đấy. Thì ông ấy mới nói cho anh Dình đấy anh chủ đất với anh thì anh
Dình với kể cho em bảo là ô mà sao bên kia sao không biết là có vấn đề gì ấy, thì cứ bảo này. Là sao lại bán cho em ấy, sao lại bán đất cho em là rồi. Sao thế thì nó tóm ra là anh ấy cũng không hiểu vấn đề gì, bảo là thế tất nhiên là ông bố vợ này nói về chuyện của em á. Vâng, đợi xíu vào chuyện của em ấy. Anh ra lấy cái váy kia về đây cho em xé. Cái tình hình này là như nào, sao là anh Dình về kể qua anh Dình bảo là hôm qua bố vợ thì đi trả nợ cho ông ấy, thì ông ấy mới nói phải là ông đấy là bố vợ của em. Đấy thì anh đấy mới biết, anh bảo anh Dình mới biết, anh Dình bảo là ô hóa ra anh quay về anh nói chuyện với em, anh bảo là thế em là con rể của trước là em là con rể của ông đấy à. Đấy sao là em mới bảo là thì anh đây nghe anh đấy kể ra thì lúc đấy em mới bảo là ồ đúng rồi thì em là con rể của ấy, nhưng mà bây giờ vợ em nó bỏ đi rồi, bây giờ không còn cũng không gọi là con rể nữa đâu. Thì anh ấy bảo là thảo nào anh đi qua bên kia, và bố vợ cứ nói bảo là không, tại sao lại bán đất cho em, tại sao lại mượn tiền cho như này như kia. Thế là ông kia ông bảo là không cho anh Dình bán đất cho em á. Vâng, đó là lúc đấy anh Dình mới kể rồi là ô anh này bán hết, anh bán hết mới có tiền là trả nợ chứ anh lấy tiền, bây giờ tiền này là tiền của em ấy, tiền cũng như là của anh chị được giả cho em ấy. Thế này mày có cái này được này thì có cái này nữa, cái này nó không cần cao quá đâu mà. Đúng rồi, thế này được rồi, thế này thả không chưa, cái kia cao hơn rồi. Dạ wow, cao hơn tí cắt. Đúng là chưa có vợ phát mắt không chuẩn. Không cần chọc xuống nữa mà. Thật sự nghe qua nghe cái câu chuyện của anh Dình đây em anh kể thì thật sự em cũng là anh nói chung là thời gian thì anh cũng bảo là anh cũng khuyên ông đấy, bảo là nói chung là hai bố con đấy cũng khổ ấy. Thì anh nếu có bán cho nhưng ông này mà cứ bảo là nhiều khi còn chửi anh đấy, bảo là mày ngu thế. Sao là mày tại sao mày nghèo mà tụi mày lại bán lỗ thế tức nghĩa là mà bán cho em rẻ gì. Vâng, ý là anh kia bán rẻ anh Dình người anh ở chủ đất ấy, bán rẻ đấy nữa thì lúc đấy ông bố vợ nó mới bảo là ô thế không được rồi. Nhưng mà đúng ra thì anh bảo là thế bây giờ anh cũng nhận hết tiền, nhận tiền đấy rồi thì bây giờ không biết là tiền sao mà... giấy rồi. Đúng rồi. Nhưng mà căn bản là nếu mà ông Dình mà ông không bán đất thì ông lấy tiền nó ra mà ông trả cho ông bố vợ của em chứ. Đúng rồi. Vấn đề nó nằm ở đấy. Ông còn đòi thu cả nhà của anh chủ đất kia thì quá là ấy luôn, quá là vô lý luôn. Nhưng mà anh thật sự là anh Dình anh chủ đất thì anh cũng tốt mà, anh cũng bảo là tối đấy anh khuyên ông đấy cả cái lúc mà đi ra tân sự là dạ cái chủ nợ của anh đấy. Đấy vẫn có bảo là nhiều lúc thì nó thật sự là cũng nghèo thật, nhưng mà cố gắng khoe bố vợ, nhưng mà bố vợ bảo là cái này thì nó cho lúc đấy say rượu cũng tạm bảo là cứ thế đi, nhưng mà chắc là anh bảo là hình như bố vợ em chắc cũng ghét anh Dình lắm, thì kiểu là lúc đấy là không làm được gì là ghét lây rồi ấy. Đúng rồi. Và anh ấy chỉ nghe anh ấy kể chắc là mai kia em mà đóng nhà nếu chắc anh ấy cũng san mặt để đất của anh thì tình tình chắc cũng sao ấy. Thì hỏi anh ấy lại cụ thể về cái này thì anh ấy dạy vào nếu anh ấy bảo là dễ tiện thì đi qua đấy về đất đấy mà. Đấy là anh cũng nói qua bảo là cái này có cái này cái kia, sau là kiểu bố vợ cũng muốn là đấy là làm khó em, làm khó anh đấy để làm sao anh ấy trượt, kiểu muốn trượt lại đất đấy. Nhưng mà anh nhận hết tiền rồi, nhận tiền thì bây giờ anh không biết là sao được, sau là anh mới về hỏi hai bố con xem. Ban đêm anh ấy bảo là anh ấy đi tiện đi qua, anh ấy về hỏi hai bố con. Ông này quá là xấu tính luôn. Thật ra là
kiểu là ông ấy đòi tiền mà em lại không đưa cái tiền mà ông ấy đòi ấy, bảo là cái vợ của cái đứa vợ của em ấy làm ở nhà lại còn tính công thế này thế kia nữa. Vâng. Ông ấy thực là đối với cái người bố vợ của trước kia ấy, có nhiều khi em phải nhớ mãi là sau này cũng phải là kiếp sau cũng phải là con rể của ông ấy. cái nối mà ông đối xử với em thật sự là quá tệ luôn, không biết phải nói không. Không hết cái này thì lại cái khác. Ồ. Thế là bây giờ lấy cây của anh Huân. Lấy cây này thôi. Cái này thấp quá. Cái thấp quá. Cái này thôi, nó cao hơn này. Bỏ đây cho mình buộc luôn. Vâng. Nói chung là nó cũng là phương án tạm thời thôi. Để làm nhà nếu mà thời tiết thuận lợi thì nó cũng không quá lâu đâu. Đúng rồi. Tầm tháng nữa là xong nhà rồi. Còn nếu mà thời tiết nó không ủng hộ thì có thể nó sẽ lâu hơn một chút. Thì cũng phải nói với các cô các bác. Bởi vì là ở trước cái đoạn đường bê tông này nó còn một cái đoạn mà nó chưa đổ nữa. Vậy nên là trời mưa thì cũng không vào được đâu. Đấy thì cái này cũng phải chia sẻ với các bác để các bác cũng biết. Chứ không thì đến lúc mà làm nó bị lâu thế này thế kia thì cũng các bác nói cũng lại tội em ra. Đấy thì cũng phải nói luôn từ đầu là bây giờ còn một đoạn ở ngoài này là chưa đổ bê tông. Nếu như mà trời mà không nắng cả tuần ấy thì sẽ không đi lại đâu các bác ạ. Ôi mệt quá. Cái dây thực sự là em sang cái bản này nhiều lúc em chưa quen nhiều, có nhiều khi mai kia cũng phải đi làm quen đấy, có đi làm quen để có một nói chung ở đâu thì chú mình ở đây thì người ta quê. Người ta bảo rồi, người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần đấy, để khi tối lửa tắt đèn còn có nhau ấy. Đúng như rồi. Kiểu em với cái dậu ấy. Vâng. Đúng không, là những khi khó khăn là kể cả ở xa nhưng mà anh em vẫn hợp nhau ấy. Vâng. Chứ không phải là cứ nhất thiết là phải là anh em ruột cả. Đó. Đúng rồi. Thế nó sẽ hợp lý hơn. Còn về câu chuyện của bố vợ em ấy, thì bây giờ mình đi xa như này rồi thì anh nghĩ là ông cũng chắc cũng không đến nỗi là ngày nào ông cũng dở hơi, ông cũng sang nhiễu nữa đâu. Vâng. Đấy, thì cứ coi như là mình cứ bơ đi, mình sống đã. Nếu có vấn đề thì mình tính. Vâng. Em nếu mà em cũng nghĩ thêm em bảo là. Nhưng mà thế là ông Dình ông cũng cứng nhá, bởi vì là bây giờ mà ông ấy nói như thế thì
ông Dình cũng không đi đòi lại em thế này thế kia như thế nào, ủ hỏa rồi. Đấy, buộc dây trên đi. Dây trên đây xong rồi hai cái cây ngang ở đây nữa là ok rồi. Cùng mà lượm bạt vào thôi. Như Dình đấy là cũng công nhận là cũng ít khi gạt, cũng như là tiếp xúc ít thôi, nhưng mà không nhiều khi cũng tốt với hai bố con quá. Nói chung là như ông Dình như này là ông ấy hộ em à. Ông ấy, nói chung là ông bán ông lấy tiền thôi, nhưng thực ra là bán ở trong lấy tiền thì ông vẫn còn cái ông thương hai bố con này. Vâng. Chứ không hôm mà anh em mình mà mua đất ấy. Vâng. Người giả hơn thì ông trả bán cho người khác thì ông trả được hết nợ rồi. Đúng rồi. Đúng không? Nói chung là mình sống tốt, mình hiền lành ở đức độ ấy thì chẳng bao giờ mình thiệt đi đâu cả. Nói thẳng thắn như thế. Còn là người ta hay nói là gì? Là người ác ấy thì làm điều ác nhiều thì sẽ gặp quả báo rồi. Như thế. Thì mình cứ cố gắng là mình sống tốt cho bản thân mình, lo cho con cái mình sau này nó lớn lên nó được đi học đàng hoàng. Đúng. Là ok rồi. Đấy, còn người khác mà đối xử này kia với mình, nói chung là người ta mà không tốt với mình thì mình không chơi với người ta là xong. Đúng. Nhưng mà thật ra đa số là qua những cái đời mà em tiếp xúc, chính là để mà được những hộ mà được những kiểu mình dễ gần ấy, đa số là những hộ đấy là cũng là người mà cảm thấy yêu thương mình, cũng như là người ta cái gia đình của người ta cũng hơn một chút thôi, nhưng người kiểu người ta cũng là khó khăn ấy. Cái em chỉ cái dưới trên đây kìa. Dạ. Dưới cái cây này kìa. Người ta bảo người khó khăn thì sẽ hay chơi với người khó khăn. Đúng rồi. Đấy, vì là ở tầng nào nó sẽ cũng có tầng đấy. Đúng. Thế tại sao là xã hội lại có người ta mà gọi là gì? Phân hóa giai cấp. Nhưng mà anh em và chính trị là trước em kiểu gọi đi nói chuyện bình thường với cái, có một ông anh ở trước cái bản cũ mà cái đầu mà anh ấy vừa chuyển sang bên đấy. Thế anh đấy nói chung là cũng nhà cũng không điều kiện mấy, nhưng mà anh ấy nói chuyện em thật sự là nhiều lúc em còn run luôn mà. Bởi mình là người nhỏ. Em cắt cái đoạn đo xong các cái đoạn bé đi. Rồi. Để tí căn bạt nó mới thì anh ấy đấy, như thế là vừa. Tên này không? Được chưa? Thả xuống. Thôi, chúng ta bỏ qua câu chuyện của ông bố vợ đi. Mình cứ cố gắng sống tốt cái phần của mình. Tức là cũng cảm thấy cho anh chủ đất rồi. Thì bây giờ chắc anh đấy cũng tức là bố vợ nói thì cũng chỉ nói thôi. Thế nói rồi chứ còn không nói. Làm được vấn đề gì đâu, về cũng ký tên đầy đủ hết rồi. Nói thì nói chung không làm được gì, với cả anh ấy cũng tốt thì anh mới giữ lại cho em thôi. Hai cây thôi, để sao dư sữa đi hai cây nữa là ok rồi mà. Đấy, mấy cây này thiếu một tát chắc hơn. Nhưng mình cũng ở mấy hôm thôi. Thế có nghĩa là một tháng nữa là tiếp tục cuộc trong lều, là cuộc đời của em cái đã đi sang trang mới rồi. Mấy thanh niên này chắc đi học thổi khen đám ma. Đúng rồi. Cái khen này là bình thường là vừa tán gái này vừa đám ma đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa là các cụ là cứ phải thổi kèn đỉnh ấy, thì là lúc đấy là mới dễ bắt vợ. Em cũng muốn học lắm. Ông cụ nhận em là học trò rồi. Nhưng mà em bảo là thôi, bây giờ con mà không đi kiếm, cháu mà không đi kiếm tiền ấy thì càng không ai lấy, bởi vì ở với ông cụ 2 năm nữa thì cháu già mất rồi. Già như ông cụ rồi. Thật ra những cái phong tục như là những cái đấy là cái bản sắc mà đúng mình rồi, bản mình sắc ở trên này mình nên giữ. Ai cũng muốn giữ, nhưng mà một cái khen nó cũng không phải là thôi, nó không hề đổi ra bát cơm để ăn được. Vậy mà nên là khó. Vậy nên là bây giờ là cắt cái gì. Thôi được rồi, mày cắt thế mà. Nào, đừng dùng nhá. Đến lên đi này. Thật sự là em về bây giờ anh trai thì anh trai của em thì đi làm sao? Thật ra nếu mà có nhiều người em tiếp xúc là nhiều người ấy, thì có nhiều lúc người ta hỏi là anh có nhiều khi em toàn gọi là anh trai ấy. Bởi mình cũng có anh trai, mình cũng rất là mong muốn là có anh trai
để hỗ trợ. Đây em làm cũng vì cuộc sống mưu sinh thôi. Đúng. Đơn giản là em có thể nhận là anh chủ đất đúng không? Có thể nhận ông làm anh trai bởi vì là nhiều cái ông đã rất là tốt với mình rồi. Đúng rồi. Là... Nó chỉ là một câu nói thôi chứ nó chẳng có cái gì là to tát cả. Đúng đấy. Và nhiều khi nó cũng là qua tiếp xúc với hôm qua một đứa với anh em một đứa với anh Dình đấy, thật sự là cũng em cũng nghĩ đến cái cảnh là thật sự là người anh trai của mình cũng tốt với mình như vậy, thì như thế là em bảo là thật sự là có khi thật sự anh trai của em cũng bàn anh đấy luôn đấy, anh em bảo sao mà kiểu anh đấy cũng đối xử rất tốt thật. Trước là anh đấy thì anh cũng hơi khó khăn nhưng mà anh đấy cũng giúp hai bố con nhiều lắm ấy. Nói chung là được cái chỗ đất để ở đấy là cái điều tuyệt vời rồi. Chứ không mẹ mấy anh em ngày nào cũng lặn lội đi mua đất, đêm hôm rét mướt vất vả. Thật sự là em nếu mà hôm qua mà không may mắn mà không gặp được anh nghe Dình đấy thì chắc là lại tiếp tục là những tháng này em thì chắc thì gần hết hy vọng rồi. Thôi nói chung là đấy, xong bây giờ có đất đai cái mọi cái nó ổn đấy thì cũng tươi tỉnh hẳn luôn đấy em biển này các bác nhìn xem chăm chỉ chưa mấy anh em. Thôi nói chung là đang được em bé thì phụ anh em làm được cái gì thì làm thôi chứ làm lán như thế thì điệu em bé như thế thì em không có làm được ấy. Di chuyển là mấy đồ kia lên trên này tại vì nó cũng không nặng. Em bé ngủ từ đầu giờ chiều đến giờ rồi. Đây à, đắp thêm cây đấy. Cây gì? Cây rối. Làm cái một cây giữa là để làm cửa. Gọp. Phức tạp nào cái gì? Nhanh nhớ xong rồi còn có chỗ mà nghỉ không tối nay. Muộn đấy, đói lắm rồi. Mệt đói. Lấy bạt đi. Đây. Đi mấy cái bạc trắng ở dưới này mình che xung quanh à? Đi mấy cái bạc trắng mình lấy ra xung quanh. Đúng rồi. Ôi vẫn còn dài. Không phải dài mà là mình úp vào tường luôn. Là nó sẽ không sao. Xong rồi bạc trắng thì ở quanh. Sau này anh cũng có thể nhận em là anh trai của anh được. Không cái gì đâu,
anh Vương này sẵn sàng rồi. Vậy em muốn là chị là mẹ nuôi của Tùng nhá. Rồi. Thật là nhiều anh em cần càng nhiều nó càng đỡ vào tay. Tốt đấy. Có anh em thì nó tốt đấy. Cắm cái tay vào đây cắm cái tay được. Đây cắm cái cây vào. Bên này là mình quay cái nốt cái bàn trắng thì là ok rồi. Vâng. Cái này gà hồi em lên tấm ván kia lên nhá. Hết đồ dưới kia rồi. Thôi, cắm đi mình cắm. Nha. Mày phải đóng nghiêng nghiêng ra. Đóng nghiêng nghiêng cơ. Không. Nghiêng xuống. Rút ra đi. Rút ra đi. À. Giả làm ăn nó còn cần quá. Ừ. Đóng từ một đầu ra đây để sao sao nó căng ấy. Hết dây rồi à? Cái này dài quá. Cái váy này nhìn thế mà chắc quá. Đúng cái vải bà con này là. Rồi, làm dây như thế. Trước là chị đấy thì nó bảo là cũng lấy đồ thôi, nhưng mà em cần gấp ấy, khổ. Cho em. Nhưng mà chị ấy là chồng như thế nào mà lại không có chồng ở cùng? Dạ. Thì cái chị ấy. Chị đấy thì chồng mất rồi. Chồng mất rồi. Chị ấy nghe chị ấy kể bảo là chồng chị là mất rồi. À. Là chồng thì cũng. Nghe cũng mất được mới mất được nửa năm ấy thôi. Tại vì em mất được nửa năm à? Vâng, em không hỏi chị đâu, không biết là chị đây bao tuổi nhưng mà có nhiều khi em hỏi. Đóng dao đi, bao đóng dao, đóng dao. Cho nó căng căng ra bên kia đó cái. Đây được rồi, đừng sâu quá, cái này tụt như thế này. Được rồi, được rồi. À, cắt cái này cho chị để chị xé cái này làm dây với. Đâu vào đâu. Một buổi chiều của anh em đến bây giờ cũng sắp xong rồi các bác ạ.